quay đấy, nó quay sản phẩm nó làm xong ngố thế nhỉ? Không, nó quay lúc lại muộn cơ. Mời anh ơi. Này cho nó phê. Mới dọn ở trong phòng bây giờ chị nhá. Với lại chị mượn máy thì gọi gọi FaceTime và gọi Messenger cho Thanh để chị hỏi đấy.
Nhìn mặt rất là ngon đúng không? Nó không sờ lên chị. Nhưng mà nó chưa bị dày đặc như là thằng Thái. Có một chút này hơi gì nào. Cái phần này lấy cái này đi. Bên cạnh đấy vẫn còn một đoạn nữa. Phần này mụn nó cũng chìm chìm nó như những cái phần khác. Cả bàn tay ra rồi em, trên mặt ấy. Trên mặt đâu mà không có bưng đứa. Thank you.